Sau loạt ồn ào livestream của nam em, Sở Thông tin Truyền thông đã có mức xử phạt và hình thức cảnh cáo đối với cô. Đồng thời, nữ hoa khôi bị nhắc nhở nếu tái phạm sẽ xem xét tình tiết tăng nặng. Ngày 1 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội. Thời gian qua, Nam Em liên tiếp tổ chức livestream trên các tài khoản mạng xã hội. Trong các buổi livestream, cô gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất showbiz. Những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã gây ồn ào mạng xã hội và nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian qua. Từ các hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nam Em vì hai vi phạm. Một là có hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân. Hai là hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau đó, Nam Em phải gỡ bỏ những bài viết có liên quan để khắc phục hậu quả. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo Nam Em nếu tái phạm hành vi vi phạm hành chính dù đã được yêu cầu chấm dứt trước đó thì sẽ bị xem xét tình tiết tăng nặng. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định. Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã mời Hoa Khôi, ca sĩ Nam Em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên, trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông, Nam Em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định nên phải nhập viện cấp cứu. Tại buổi làm việc, ông Bùi Hữu Cường, chồng sắp cưới và là quản lý của Hoa Khôi, ca sĩ Nam Em, trình bày lý do Nam Em không thể đến làm việc theo giấy mời. Người này cũng cam kết khi sức khỏe phục hồi, Nam Em sẽ đến làm việc với các cơ quan chức năng. Tại buổi làm việc, phía Hoa Khôi, ca sĩ Nam Em cũng cung cấp hồ sơ thể hiện rõ việc Nam Em phải cấp cứu tại một bệnh viện tại quận Bình Thạnh. Trước đó, Nam Em thường xuyên livestream cung cấp những thông tin gây hoang mang dưới dạng ẩn danh, gợi những chi tiết liên tưởng đến các nghệ sĩ V-Beat. Không chỉ thế, Nam Em từng khiến dư luận phẫn nộ khi có những phát ngôn thiếu chuẩn mực để bênh vực chồng sắp cưới. Việc xử phạt nghiêm Nam Em cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những cá nhân nên cẩn trọng hành vi phát ngôn mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Lùm xùm vừa qua cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp cũng như hình ảnh của Nam Em trong mắt công chúng. Chồng sắp cưới cho biết Nam Em bị hủy nhiều show ca nhạc. Hôm 22 tháng 2, Nam Em có bài viết trên Facebook cá nhân thừa nhận bản thân đã không đủ bình tĩnh khi ứng xử với khán giả, có những lời nói thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội. Đồng thời, vào chiều 29 tháng 2, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long đã xác nhận Nam Em sẽ không đồng hành cùng cuộc thi dù đang trong giai đoạn còn đương nhiệm. Lý do được ban tổ chức đưa ra là hình ảnh của Nam Em không còn đúng với tiêu chí và mục tiêu của cuộc thi mong muốn hướng tới. Cụ thể, phía ban tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long cho hay với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nhân cách, trí tuệ, sắc đẹp, cũng như rèn luyện bản lĩnh, tư duy và tài năng của phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung, ban tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024 nhận thấy đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Lệ Nam Em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà cuộc thi muốn hướng tới nên sẽ không đồng hành cùng cuộc thi trong xuyên suốt quá trình cuộc thi diễn ra.